Em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với channel của Linh, Cuộc Sống Linh Đình. Bữa nay em đi chơi về thì chạy ngang thấy cái farm này bán cây giống để trồng. Thì em ghé vào để mình xem coi ở trong đây bán cây giống gì nha các bạn. Ở đây thì giống như cái farm, người ta trồng ở trong đây và bán luôn. Mới bước vô thấy hai cái con voi đẹp quá trời các bạn ơi. Người ta đương lớn quá. Và đây á, là cái cây lê nè các bạn. Người ta cũng uống thân cây rất là đẹp luôn. Và bông quá trời luôn. Một cái cây thật là to luôn á. Ra bông và sau này trái nhiều lắm nè. Cũng để bán luôn á các bạn. Mấy cái cây này á, họ làm cái thân cây đẹp quá, giống là cây kiểng luôn á. Giống Việt Nam mình thường hay cắt tỉa và nói những cây kiểng á các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô cái nhà kiến trước nha. Mình xem những cái cây trồng mà giống như nó không có chịu lạnh á, thì họ trồng ở trong cái nhà kiến này nè. Wow, nhiều bông lan quá trời luôn nè các bạn ơi. Đủ thứ loại cây luôn. Có những cây quýt nữa. Và ra trái rồi nè, chín vàng tươi luôn. Wow, bự quá trời luôn. Bông lan nhiều ở trong đây quá nè các bạn. Vào đây thấy giống như một cái gừng hoa luôn ha. Cái farm này thì bán em thấy cũng đủ loại luôn. Mà mỗi một loại thì ít cây thôi, chứ không có nhiều như mấy cái shop bự. Nhưng mà có nhiều loại nó lạ lắm các bạn ơi. Cây này không biết phải cây lan không các bạn. Mà thấy cái bông quá trời đẹp luôn. Chắc em cũng mua cái loại này để trồng quá. Thấy đẹp bông quá trời luôn ha. Em cũng lần đầu tiên thấy cái loại này luôn á các bạn. Mà không biết phải lan không nữa. Như mấy cây này thì em biết rồi, chắc lan nè. Bởi vì ở nhà trồng á thì cái lá nó giống như tròn tròn á. Vô đây thấy nhiều loại lạ quá các bạn ơi. Mà em nghĩ chắc cũng lan mà cái loại nó khác á. Loại mới nữa hay sao á. Em cũng mới thấy nè. Ở đây là một cây tắc hay một cây quýt nữa các bạn. Bự quá trời bự luôn. Có trái hết rồi. Bông này chắc phải mua một cây về trồng các bạn ơi, thấy đẹp quá hà. Bên đây thì mấy cái loại cây để mình trồng ở trong nhà luôn. Nếu mà các bạn làm việc á, để lên cái bàn nó sạch và nó đẹp nữa. Quá trời loại luôn nè. Cây này cái lá nó mềm mềm mà nó nhìn nó đẹp quá ha, xanh chành luôn. Mấy cây lan này thấy nó nhỏ nhỏ dễ thương quá trời luôn á. Mấy cái cây này có giá là chắc cũng phải 600 ngàn Việt Nam á các bạn, một cây á. Mấy cái cây này nó leo trèo thấy đẹp quá ha các bạn. Nhìn vô á giống như là một cái gừng luôn vậy đó. Rất là đẹp luôn. Còn ở đây là cây sen đá nè. Cây sen đá thì thấy là chắc 150.000 một cây. Có loại giống em thấy màu tím nữa. Mà nó bự lắm. Qua tới đây bán quá trời lan luôn. Nhiều loại lắm các bạn. Cây lớn, cây nhỏ mà đủ màu luôn. Shop mới vừa mở cửa mà lại sale lan quá trời luôn á. Cây mười mấy đồng mà còn lại 8 đồng. Và có những cây nó sale thôi, như mấy cái này là bớt tiền lợi nè. Mà cây nào cũng thấy tươi tốt, đẹp lắm. Cao lớn lắm mà sale lại còn có 8 đồng mà. Sale lại rẻ như vậy nè, một ngày là bán hết luôn quá các bạn ơi. Bởi vì lâu lâu mới rẻ lợi á. Bây giờ á, trồng lan ở nước Anh á, nó dễ hơn hồi lúc trước các bạn. Bởi vì bây giờ ở bên nước Anh tự giống như là trồng ra luôn rồi bán luôn, nên nó quen với cái khí hậu á. Lúc trước á, thì phải nhập qua đây á,
nó không có chịu với khí hậu á, mình trồng nó bị chết hoài à. À, bây giờ thì trồng nó cũng đỡ hơn rồi. Quá trời loại luôn các bạn ơi, đẹp quá à, không biết lựa loại nào luôn á. Mấy cây bông này á, mình trồng ở trong nhà á, tốt lắm các bạn. À, mấy cây bông mà lá nó màu xanh á, nó hút cái mấy cái khí hậu ở trong nhà á, làm sạch nhà và tốt cho sức khỏe mình lắm. Các bạn cũng nên mua những cái cây á, lá xanh đồ á, để trong nhà tốt lắm các bạn. Còn đây nó vô hộp là mấy cái bông cũ á, mình mua về là trồng thôi. Còn mấy loại này á, là nó chịu lạnh, mình trồng ở ngoài cái garden. Quá trời loại luôn. Có một cái garden thiệt là lớn, mình mua cho đủ thứ loại, trồng vô làm giống như một cái rừng bông luôn ha các bạn. Mình vô đây mình nhắm cái quán cà phê nha các bạn. Ở trong đây vừa bán cây giống trồng và có quán cà phê cho mình uống luôn nữa nè. Cái quán này nhìn đơn giản mà đẹp quá ha. Ở trên á là mấy cái bông nó bò đó. Bông này là loại bông nó ra bông nó thòng xuống đẹp dữ lắm luôn. Hiện giờ thì bông đang búp búp à, nó chưa có nở. Một cái dàn bông này mà nở xong á, mình ngồi uống cà phê á, mình quên đi về luôn á. À, khi nào bông nó nở á, thì em sẽ trở lại đây uống cà phê và quay cái hàng bông này cho các anh chị em xem nha. Nhiều bông lắm các bạn thấy không, nó đang búp búp quá trời luôn. Một cái dàn này mà nó mà nở ra rồi á, thì nó sẽ bít hết nguyên cái quán cà phê này luôn, nhìn đẹp lắm. Cái farm này bán có nhiều loại cây to bự và vô chậu xong rồi rất là đẹp luôn. Nhiều loại cây giống ở trong đây lắm nhưng mà em cũng không có biết tên hết nữa các bạn ơi. Quá trời loại luôn á. Những cây bông này á thì cũng sống lạnh luôn, nó sống là nguyên năm hoài luôn á. Mình trồng nó rồi là nó sống luôn. Bây giờ em cũng thích những cái loại mình trồng là nó chịu lạnh và nó sống luôn á, mình khỏi phải thay bông hàng năm á, giống mình mua những cái bông mà nó cứ lạnh là nó chết á, rồi mình phải thay mỗi năm hoài. Bây giờ thì muốn những cây bông nó sống như vậy luôn. Cây đó là nó loại bò đó. Nhiều loại quá trời luôn á. Cái con voi này á, họ khéo tay làm đẹp quá ha các bạn. Nhiều loại cây đẹp quá trời hả các bạn. Cây này là tầm 600 ngàn Việt Nam mình á. Mà mấy cây này nó ra nhánh chắc lớn lắm á, phải cắt tỉa. Còn cây này là 1 triệu rưỡi Việt Nam á. Cái bông nó em thấy thơm thơm các bạn ơi. Loại cây này là phải co đình bự lắm luôn á, nó gà nhánh là lớn lắm, chắc mình phải cắt mình tỉa nó. Mùa hè sắp tới rồi, đi vô đây nhìn những cái cây cảnh nó đẹp quá trời luôn, muốn cái nào cũng muốn mua hết luôn á các bạn. Còn đây là những cây bông cũ nè, mình mua về á, mình trồng xuống là mỗi năm nó ra củ thêm á và nó sống luôn. Ở đây á, bán những cái cây cảnh đồ để trồng, không có thấy là bán những cái loại mà rau củ quả tựa tựa như Việt Nam mình á, không có bán sẵn các bạn. Mà em xem video thì em thấy những chị em đi cũng cây giống như vậy nè, người ta gieo sẵn những cái cây củ quả trồng sẵn, mà ở đây thì không có thấy các bạn. Những bông này mình đi về mình trồng xuống là nó sống hàng năm luôn, nó không có chết. Ở đây có một loại cái bông tái tim đẹp quá trời luôn, nó cũng loại cũ á. Ở nhà em cũng có một cây nữa, cứ lạnh thì nó tàn xuống mà mùa hè thì nó mọc lên. Các bạn biết cái cây này là cây bông giấy nè, quá trời bự luôn.
cũng lần đầu tiên em thấy sao cái form này bán cây bông giấy bự quá trời luôn các bạn ơi. Qua đây thì những cái cây loại lớn nè, nhưng mà nó có bông á. Mấy cây này mình phải có cái vườn bự á, mình trồng đẹp lắm. Nhỏ nhỏ thì nó sẽ bít cái vườn mình hết luôn. Qua đây thì mấy cái loại trái cây, loại mấy loại trái cây là của ở đây thôi, nhưng mà em rất là thích trồng trái cây Việt Nam mình á, nhưng mà khí hậu ở đây khó trồng quá, không trồng được. Quá trời loại cây bông hồng nè các bạn, một cây chắc cũng gần cả triệu á. Nếu mà mình có cái vườn bự ha, mình mua cái loại mà bông bò đó, nó bò hết cái vườn của mình luôn, cái tới mùa ra bông á, nhắm đã luôn ha các bạn. Ở này thì thấy loại nó đứng thôi, nó không phải loại bò. Em cũng thích trồng bông hồng lắm, ở garden phía trước nhà của em á, là bông hồng không luôn á. Mỗi một năm á, là nó ra nhánh mới á, nó ra bông nhiều lắm. Ai đi qua đi lại thì cũng hay đứng trước cửa nhà dòm lắm. Chỗ cây giống này cũng không có lớn lắm các bạn. Đi hồi nãy giờ là bây giờ thì hết chỗ rồi đó. Thì em xin tạm ngừng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và có cái gì hay nữa thì em tiếp tục quay chia sẻ cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Và hẹn gặp lại.